sim của bác ơi, về trồng trước cửa nhà mình có hoa sim. Dạ. À cái này đấy ha. À, dạ. Nè đó chị trồng cũng có nhớ, ví dụ bây giờ dạ. Gì? Dạ. Nó da gì phải không nữa, nó dạ. Cái cân cắt gì? Dạ, dạ cắt bỏ. Nó da nữa nè nè. À, nè. Thôi là nó dồn sức vô đây, à, nó mất sức coi con ha. À, như cái này một nụ còn nụ phải không? Chừng nào dạ. Da nụ này nó tàn nữa thì cân cắt ngang gì? Dạ. Vậy đó. Dạ. Mã năm luôn đó. Dạ dạ, vậy là mình phải ngắt bỏ cái đó. Dạ. Tàn con nhai vậy gã. Thôi thôi, cô có tiền cái gì con cầm giùm cho. Tiền nặng lắm nghe nói, tiền nặng lắm. Đậu, đậu này cầm được không? Không không không, cái gì mà có giá trị cầm mới được. Xe của bác ơi, tấp vô, tấp vô xe, tấp phải. Hồi nãy con thấy cô đi xe mà ta. Bảo không hả? Cái gì? Bảo hả? Vậy cô kia hả? Vậy là nãy giờ nói quan cô rồi. Rồi mình xây một vòng ở cô bác mình tham quan. Ở đây là cái vồ pháo binh của bác. Cái này có thể là ngày xưa cái thời chiến tranh là ở đây người ta đặt pháo rồi đó. Pháo 105 ly rồi đó. Tới đây là vồ pháo binh. Quý cô bác mình cũng tự túc đi mà. Vồ pháo binh. Ai đến chúng ta trình lễ. Dạ rồi chúng ta. Còn chưa bằng được 800 triệu, còn nhiều khi chưa bằng được 500 triệu, nhiều khi chưa bằng được 100 triệu. Tự động bật một cái trúng 1 tỷ bán thì quý cô bác nghĩ sao? Là hết phước luôn đó. Nếu như hết phước mà mình không biết vận dụng sao? Cô bác thấy những người mà trúng số đi, sao lại còn không quý cô bác? Còn chứ không phải không. Nhưng mà những người mà còn đã biết công nhân tỉnh đức là còn. Còn mà ai mà tiếp tục mà dấn thân vào con đường đào tạo, cô bác mình thấy nhà nữa thì vậy. Cho nên trong cuộc sống quý cô bác mình gắng cố gắng, mình vừa mình tập giáo lý của đức thầy, rồi mình vừa hàng ngày mình vừa làm ăn, mình vừa tu thiền chân cắt đi, là tự động cái phước mình nó sẽ có. Thôi thì trong cái buổi sáng hôm nay gặp gỡ tâm sự chuyện trò cùng chia tay quý cô bác mình nha, không biết ngày nào gặp lại đại vũ, nhưng mà không biết năm sau hỏi nhí coi vũ còn không. Nếu như con mà không còn, cô bác mình có dịp giờ chợ mới hội đại vũ ghé đốt cho đại vũ nén nhang nha. Còn nếu như mà còn đó là hạnh phúc. Chớ thật chắc ra con nói quý cô bác mình, con có mấy người bạn chiếc đòi đi núi, chiến người đi núi, nhưng mà sau khi mà về rồi sao? Hôm nay họp mặt cùng ăn uống, chẳng biết sang năm là thiếu mặt nào, phải không? Hôm nay mình đi núi sao? Mình đi núi là hạnh phúc. Cho nên con nói quý cô bác mình ghét trân trọng cho nhau trong những lần đi núi này đi. Quý cô bác thương con không? Dạ rất thương. Thì thương sao? Quý cô bác con xin một điều, con xin quý cô bác một điều. Cô bác nhớ tới đầy đủ, đệ văn, đệ nhiếp, mấy đại. Cô bác giờ ghét, uống lại dùm con, niệm Phật dùm con. Nếu thảo với cha mẹ dùm con, còn mấy đứa em nè, giờ ghét nói chuyện với cha mẹ. Nếu như nhớ tới đầy đủ, nhớ tới chú ngủ, thì mấy con giờ ghét cố gắng nói nghe lời cha mẹ. Rồi sao mình hiếu thảo với cha mẹ, cái đó là thấy chú ngủ đó. Còn mà ghét chú Vũ á là về nhà mấy đứa con làm được lợi là ghét, mà mấy đứa con mà làm được lợi còn có nước đi xuống chiếc ghe ai quý quá, chiếc ghe ai à, chiếc ghe ông Năm á. Còn mấy đứa con mà hiếu thảo với cha mẹ đi chiếc ghe ai à, là ghe ông Tư nhà đất kia chắc thì là gần ghe rồi. Là thôi thì trong cái buổi sáng hôm nay trước khi chúng con chia tay, xin cầu chúc cho tất cả quý cô bác mình
sau khi trở về nhà được nhiều sức khỏe, làm ăn thiện nghiệp, tu hành tinh tấn. Để như vậy nẻo luân hồi không tiếc nói chuyện say, về cực lạc đáp ơn thầy ở miệng. Đến đây xin được dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì tới đâu có tới Giang. Dạ tới tới Trung Giang. Lên đây lên đây. Đừng chê anh xấu anh đen, đem về lấy nước phèn cũng trong rồi. Và đây. Đây. Dạ con chào bố tay. Và bữa nay là anh Dân sẽ hát cho quý cô bác mình nghe lại một bài hát. Mà cô bác nào chúng ta khóc là anh Dân sẽ phạt. Tại vì anh hát một cái nghe lại ghen như cái bà mà ngồi bộ đẹp tre vậy đó. Dạ. À, kính thưa cùng tất cả cô bác và chị em mình, thì trước khi để Dân hát á, thì cũng xin thưa quý vị mình là một câu chuyện như thế này. Thì cái bài hát này chút lát con hát đây đó cũng nói lên cái câu chuyện luôn. Tại vì có một vị đồng đạo, có một cái cô này đang dưới vào một căn bệnh rất là hiểm nghèo. Mà hôm đầu thì bảo nó mất nhà rồi, thì ông ơi ông bên tám ông có gì. Hiện nay cô đang bệnh nhưng mà tình trạng là không có tiền để điều trị, cho nên là nhờ đoàn mình, nhờ bà con mình ủng hộ, lát đây con sẽ hát cái bài này. Con đó có gian ăn mài thì con sẽ đi hát về làm cái gian mài, vì mình ủng hộ tiếp con bác đầu lưới trong cái gì con là bác trong cô bác trang. Thank you.
Thì hai vợ chồng anh này ảnh chấp nhận cho cắt mà cắt mấy cái xong thì rất là khó khăn là phải làm một cái sàn
cái sàn gì đó rồi mới cắt cái nhà đó được. Thì vừa rồi thì anh em đồng đạo của mình vừa mình qua đó thì đã từng giúp cho cái căn nhà vừa xong. Thì các cái nhà xong đó gì thì con có qua thăm để cho cái nhà. Thì cái ông chú ông nói là nhờ chú giúp được căn nhà này mà chú chết có chỗ thờ đó, thì chú mãn nguyện. Thì nói xong thì khoảng vài tháng sau nữa là thì bên bản điện qua thì ông chú qua đời do cái bạo bệnh đó gì. Rồi còn qua đời về còn hai mẹ con thì con cũng mới được cái tin báo thì người mẹ cũng đang bệnh nữa mà hiện nay thì không có tiền chuẩn bị, mà người con thì tướng nó xíu à, khoảng 20 tuổi mà đi dắt nó muốn cái đi ai muốn gì làm đấy, rồi đi nhân câu nhân tưới cũng không có tiền. Thế cho nên con nói thôi để đang đi trong đoàn là có gì thì nhờ bà con mình ủng hộ kêu gọi giúp đỡ. Thì thế nên vừa qua thì cái bài hát đó thì con cũng không phải là cái gì mình về thông cảm được rồi, nó đợi đạo dân đi mới là an sinh. Mà thí dụ có đòn có an sinh con chấp nhận hết cái gì, mà xin thì xin cho người khổ không phải xin cho bản thân con. Ở nhiên thì cũng thưa tất cả các bác anh chị em, thì vừa qua đi gỡ một vòng ăn mày thì tổng số tiền của bác mình ủng hộ giúp đỡ được cho người bệnh là 50.000 cho một chàng pháo tay. Bác nghĩ là thì mình giúp đỡ một người rất là hơn là xây bảy tháp phù đồ. Vậy cho nên người xưa đó là ai ơi hãy khá làm lành, kiếp này không hưởng thì để dành kiếp sau. Hay giả là người cầm cái hạnh người chơi ra cầm cái sức cho cái đời gì sao. Cho nên cái tiền mình ủng hộ giúp đỡ bác em nó không có mất, cho là còn đó cái quá mong là còn mãi còn mãi. Rồi đây những cái người bệnh này người ta nhận được những đồng tiền của quý vị đó, người ta sẽ có động lực để người ta trị bệnh, làm nếu người ta hết các công đức gì mình cũng vô lượng. Thì thưa cô bác và anh chị em, thì vừa rồi đó là mình làm công quả thực hiện mình giúp cho người bệnh, giờ đây tiếp tục chương trình hấp cứu nữa nè. Bây giờ đầu nói mình ghé chùa này thì cái chùa này cũng hai sư cô kinh phí cũng khó khăn nữa. Giờ trước sư cô ở đây là ở miền Nam là nhà hai sư cô, thì khi anh em đoàn đi ngang qua đó sư cô cũng có tâm sự nói rồi đại ơi thường mấy cái chùa khác đó thì người ta ghé rất là nhiều để ta kiếm giường, còn chùa này chùa nghèo nên người ta ít ai ghé. Mà trước không có đổ che cái này cũng vậy, chỉ có cái máy chùa không ạ. Rồi cái bà con mình thấy vậy nhờ đoàn của anh em mình đạo mình nó đi ngang cái ghé ủng hộ, đi ngang cái ghé dương nhiên ủng hộ về cô đó là có bao nhiêu trái cây đem ra đã đoàn mình thấy cái gì ông nghiệp thương lắm, đem trái cây ra đã đoàn mình, nên là kinh phí thì sau này cũng nhờ đạo mình đợi cái số lượng ủng hộ cũng đúng cái các lượng mới này, mà đặc biệt chùa này sư cô bà rất là thương lượng với thầy và đức phật thầy, nên là có làm với thầy mình thương lượng bác không hai bên đây. Thì thôi bây giờ hồi nãy đó là mình giúp cho người bệnh, bây giờ là cúng dường tam bảo. Thôi bây giờ thì mình có đất ra thì mình gom lại với nhau, người ít thì mình gom lại để mình cúng dường tam bảo. Bữa nay sao mà má bảo nó làm cái nào không ngày sao vô bữa nay mất muốn quá nhóc. Thôi vậy thì nếu mình cúng dường thì mình gom lại rồi bắt đầu mình dâng hương với người không, cái này là mình làm phước của bác nha, mình bắt nước lại với nhau. Dạ. Đố cô bác biết cái này là cái gì? Dưa hấu. Ở trong chùa là các sư cô đãi dưa hấu và đãi ổi của ổi và dưa hấu. Ăn đồ chùa nha. Đời lòng mê mùi trầm cương hoài hoài, tai nạn bút viết bài chung cuộc hay rõ lòng con chúa thời tiên, tâm cùng dần bị trở quên nhà ta đời sắp
cầu dân rồi tới giờ cúng rồi đó cô ạ. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ Thiên Hạ Chúng Minh. Vậy thì quý cô bác mình đem hết tâm tư nguyện vọng của mình để đem vào câu nguyện để nhờ ơn quý Phật từ bi để soi thấu những cái gì hỗn độn cho thanh tâm của các bạn để sống và xem là mấy ông thầy thành công hay là thành quả. Thì giờ đây mời toàn thể quý vị chúng ta làm hướng về các vị chùa má xong như vậy chúng ta có vị trí chồng không có chồng rất tay như cái tay như Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đại Đại Phật Chư Quan Thượng Thần Chư Vị Sư Phật Chư Vị Nam Đô Bảy Giới Cảm Ứng Chúng Tôi. Hôm nay sáng ngày 26 tháng 6 chúng Quý Mãi chúng tôi nhận được chức danh dự chùa Quan Âm tại núi Thiên Cẩm Sơn hay là thế giới hòa bình an lạc đất nước Việt Nam mưa thuận gió hòa và cầu cho cụ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh cụ mẫu đại đường tăng long phước thọ cụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương cầu cho bá tánh vạn dân tiêu tai thịnh sự giải thoát mê ly và cho tất cả chúng con đăng sơn lễ Phật trở về được giải hết quả căn nghiệp bệnh tiêu trừ và tai qua nạn tội tinh tấn tu hành cho đến ngày được trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Mời quý vị ta lại bốn lại. Chư Phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bốn đề này đã xong, chúng mình sẽ chuyển lên sáu vị Phật và hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi đến đây. Giờ đây người ta đi người ta bỏ mình. Gia tài ba mươi nghìn điều viên cục kiệu được rồi chú con cảm ơn tôi sắp
cho sắc kẹo là đừng cho rớt. Hồi hôm qua là đậu phộng cho đậu nó không có rớt. Bây giờ tu cho sắc kẹo. Sắc kẹo cho không có rớt nữa. Dính. Dạ. Cho dính cái ý nghĩa. Dạ. Tới cái đường mà làm dừng chân tới điểm giữa đường đó, tôi phổ biến cũng như mình giao duyên hết tất cả quý vị thì mình nói lên ý nghĩa. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Mang đi luôn. Cục kẹo. Mình qua di chuyển qua bản của bác ơi xuống núi, quên cái vụ xuống núi nữa ta. Chanh. Rồi cái gậy như ý mất tiêu rồi. Rồi kiếp trước cô lấy cái gậy người ta, kiếp này người ta lấy lại cái gậy của cô. Rồi, rồi xù nha. Rồi trước khi đi mình xây ở đây một vòng để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực phía trước sân của chùa Hai Sư Cô hết rồi. Ở phía trong nè, hội trường nè, cô bác thông cảm nghe, đang đeo cái ba lô của bác rồi để mình di chuyển đi không có kịp. Có cái tình hình rất là căng thẳng luôn, tại vì ngược theo không kịp rồi. Phía dưới của mình nè, rác này cũng còn xương nhiều lắm cô bác, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi xây cái nữa, rồi di chuyển đi. À, thời gian trước á, thì những cái đoàn người ta ít khi ghé ở đây cô bác. À, thời gian sau này có cắt những cái hội trường và có những cái lời mời. Giờ ở đây thấy các sư cô ở đây cũng rất là mến khách, thành ra đoàn hay ghé ở đây. Hả? Xe để dưới bến xe mà. Ờ, gửi ngay cái chỗ bến xe luôn mà. Dạ một đòn chị. Đi lên trước rồi vậy là mua cái gậy như cái ông đó gì đó là không có lộn. Cái gậy đó không mắc đó. Con xét ra túi con mà có tiền là chết chứ còn. Thằng Thảo hả? Thằng Thảo đứa này cái gì không? Túi giấy hả? Giấy để đứa nào ướt thì ở bây giờ già, bây giờ giàu nghèo là không có biết dễ dàng đâu nghe. Thấy gì cho nhiều khi gấp dưới chứ ở trong cái ruột có này kia sao? Cái này kia gì? Con gà núi. Vợ chồng gà đó nghe cô bác. Vợ chồng gà, ta vợ chồng cua, còn này vợ chồng gà. Rồi trổ ra cái đường dẫn lên cái đỉnh Bồ Hông rồi cô bác. Nếu mình quẹo trái thêm khoảng chừng 500 mét nữa là mình sẽ lên cái khu vực của vồ Bồ Hông, cái vồ cao nhất của núi Cấm. À, phía sau của mình, phía dưới, rồi mình tiếp tục di chuyển xuống ha. Phía trên nè, phía dưới nè, nè anh mô Phật. Hồi con chó mượt ghê luôn ta, đã hết biết không?
giống như nó gọi sen siêu. Hoa, hoa để cúng ở trên cửu huyền đồ dân dân đó cô bác. Cái đường này đến cái điểm tiếp theo là cái vồ pháo binh của bác. Từ đây xuống dưới thì còn khá xa đó, đi khoảng chắc cũng cả cây rưỡi số nữa quá tới khu vực của vồ pháo binh. Kế đến là cái điện Sơn Thần, điện Sơn Thần chứ không phải Chư Thần, điện Sơn Thần, rồi mới tới điện Quỳnh Long, rồi mới lên vồ Bà, rồi mới xuống chùa Phật Nhỏ. Rồi nếu quẹo phải nữa là mình sẽ qua khu vực của vồ Chư Thần. Nhưng mà có thể đoàn mình không có qua khu vực của vồ Chư Thần của thời gian gần đây thì hiếm những cái đoàn người ta di chuyển qua đó, tại vì bên đó thì nghịch đường, đi khoảng 3 cây rưỡi số và phải trở là 3 cây rưỡi số nữa, thành ra cái đường hơi xa, ít đoàn ta đi. Bên phải của mình nè, măng, măng nhạt, măng ở trên của bác, mà măng nhỏ thôi, nhạt măng luôn kìa. Phía dưới chuối, trái chuối nhỏ xíu đã, trái chuối nha, chuối béo à. Nó tới cái bãi xe này của bác. Cái bãi xe này là cái bãi xe lên vô Bồ Hông nè, rồi từ Bồ Hông nè người ta đi thẳng tới cái khu vực của vồ Bà, điện Quỳnh Long được luôn đó. Có nghĩa là ở dưới chân ở cái khu lâm viên hồi nãy là mình đi vòng lên này nè cô á, đi lên vòng đây có hai cái ngã rẽ, một cái ngã rẽ qua đây là lầu xe, một ngã thẳng lên trên đó là cái đỉnh của Bồ Hông. Mình ngã qua đây đi vòng xuống dưới này nữa, cái đường này đi vòng xuống dưới luôn cô á, là mình đi xuống cái điện Quỳnh Long vồ Bà đồ luôn hướng này nè. Bây giờ xe chạy được luôn đó. Để mình ngừng cái ngã ba này quay một vòng để cô bác mình tham quan quán phía sau nè. Cái đường xuống núi đi bằng xe. Giờ mình tiếp tục di chuyển luôn. Quán có bán một số đồ ở đây nữa nè. Cái này là cái bãi xe ôm. Này như là cô bác đi lẻ chứ không phải là trong đoàn. Ở đây thì nhà trọ nhóc chân cô bác. Mình rủ bạn bè hay gì lên đây thì nhà trọ thì thiếu gì, mình hỏi giá trước hả, vào ở nha cô bác. Nhiều khi mình cũng không có dám chắc 100%, nhưng mà khoảng 90% là ở đây là người ta không có chặt chém cô bác. Tại vì ở đây người ta quản lý cũng rất là kỹ, công an rồi người ta tới lui ra gai hoài, ra cái tình trạng chặt chém cũng không có đến nổi. Xe của bác ơi, tấp vô xe xuống tiếp luôn của bác ơi, tấp vô. Cái cây này như là cây ngọc bích nè của bác. Ngọc bích hả? Dạ, hình như là cây ngọc bích. Bích được làm hình như đó hả? Dạ, tại vì con nhớ không chính xác mà nói đúng cái nhiều khi nó chặt. Không cần cây quá. Người ta qua cái giai đoạn đó rồi. Có cây không? Tôi không biết. Nè có cô nè, lấy cây của cô nè. Tôi đang con nhai vậy gã. Thôi cô có tiền cái gì con cầm giùm cho. Tiền nặng lắm, nghe nói tiền nặng lắm. Không. Cái gì mà có giá trị cầm mới được. Xe của bác ơi, tấp vô xe, tấp phải. Nhìn như mưa vậy cô bác ơi, nhưng mà thật ra là cái này là xương của mây chứ không phải là cái màu của mưa. Mây phủ phủ ở trên đó cô. Tiên ơi, làm người nổi tiếng không con, kêu cho bác quay cho một đoạn. Đi tiên lên làm người nổi tiếng. Chúa. Cái này là con toát.
xe, xe sát vô cô bác ơi, xe đó nghe. Xe luôn, tấp vô cô bác ơi, xe. Đi tròn giữa đi, sợ đông. Đi Quỳnh Long hả? Vô Phó Bình. Cái này mình đi cái quán của mình ghé với là nữa mà kiểu ôm với ngay quán tên gì chú? À, Sĩ Diễm. Ở như là Sĩ Diễm. Ừ, để mình biết đường. Chưa tới giờ còn nhỏ mà chúng đi. Biết đâu đi hồi rồi. Ngồi nán chí anh Hùng có xe hả? Xe sao? Nhớ Sĩ Diễm là được. Phía sau nè cô. Như mấy chỗ này thì khá yên tĩnh rồi cô, có thể các nhà với mấy cái tàn cây này cũng được. Im nè, mát mẻ. Ít xe. Không náo nhiệt, ít ồn ào. Thường những có cái đoàn hành hương á, thì mới có cái tiếng người ở đây thôi cô. Những tiếng này bình thường thấy cũng vắng dữ lắm luôn. Nè người ta trồng cái cây gì phải bạc hà núi không ta? À. Từ cái cây gừng bỏ đi cô bác ơi, bây giờ người ta chuyển qua người ta trồng rồi nè. Ồ, cam, hoa quýt. Cam, cam, cam xanh. Ồ, ôi ôi, đốt chú biết cây này cái gì? Hoa chuông. Hoa chuông. Hoa chuông. Không phải hoa chuông, hoa lo kèn là cái cây đưa lên. Đưa lên, còn cái cây này cây ấp xuống là cây hoa chuông. Hoa chuông. Cái này hoa chuông. Hoa chuông, cái cây này có độc. Ồ, trong hồ. Xe 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 tấp vô cô bác ơi, tấp vô xe. Thôi rồi đây có dây nữa, vừa có cái gồng gọc ha, là mình chạy theo cái gồng gọc này là đắng cũng được, khỏi công lỗi luôn. Có cọng dây nè. Ồ, đây mát lắm nha, để xem vòng cô bác mình tham quan. Ở đây thì người ta trồng toàn là mạnh tâm không đó cô bác. Mạnh tâm. Ờ, cái đó cái vỏ đó chú, ta lột rồi đó. Vỏ. Chỗ này bắt hà núi nhiều nè. Dạ, cây con không, cây con đó người ta không mua. Cây bự người ta lấy chân rồi. Dạ. Người ta đang đợi nó bự á. Còn người ta bự quá như cô là bỏ không lấy. Đó chứ giường với cô cũng bằng hà nhóc chứ giờ lên giường. Dạ. Nè cô này, cô này cô. Mở túi ra bỏ vô một cục liền nhóc trơn kìa. Kìa nhóc trơn kìa. Kìa nó mở ba lô bỏ vô liền. Lắc nhanh bỏ vô. Không phải bán là không chừng mấy người này xách ngượng một một về ăn á. Dạ. 6.000 đồng một ký. Dạ. 6.000 hôm qua cái cô kia đang bà hái luôn đó, con có hỏi cổ cô nói 6.000. Không mà ngon hơn với mình. Dạ. Tại măng mình chơi tàu nhiều nó nhẵn nhẵn á. Dạ. Măng này em thấy ăn ngọt xớt không em ăn không? Dạ. Không? Cái này là ngay cái vùng đặc sản đó luôn mà. Em đất ở đây nó chịu. Măng chưa? Hôm qua con ăn bún măng. Bánh xèo ăn. Mang em sắc nhẹ nhẹ như củ sắn vậy ha. Rồi em nó xèo. Ngon như cổ hủ dừa không con? Trời ơi, nó ngon. Ngon dữ lắm. Sắc vô cô bác ơi, xe đó nghe. Một cái nó ngon một vậy em. Dạ. Bữa nào em đi, em mua một về em làm thử bánh xèo măng.
xèo ha. Ngon, dạ. Cũng để dạ chắc ngon củ sắn ha. À, đúng rồi, củ sắn thì nó hơi sực sực. Ví dụ như em sắc nhuyễn ha. Dạ. Rồi cái em trụng sơ nước sôi. Dạ. Xong cái em xào sơ lại ha. Và em luộc chân mù dạ. Nó chín rồi. Cái giác luộc là mình có bỏ muối không cô? Bỏ tí muối vậy lọc gì đó. Tí muối ha. Rồi, rồi mình đi vớt ra cái gỗ. À. Vậy là mình xào sơ lại là dạ. Đổ bánh xèo bữa nào ăn thử rồi. Quẹo trái qua vô Pháo Binh. Ở đây hả? Quẹo trái qua vô Pháo Binh. Còn đó là đi tắt xuống điện Sơn Thần. Ủa vậy đồng mình đi đâu? Bên này vô Pháo Binh đi vòng xuống dưới điện Sơn Thần đó, đi đường này. Dạ. Bữa nào về làm thử nha. Quảng cáo bánh xèo á, ăn thử làm đi chị ăn. Đợt chị đi dạ. Đợt đi đi lễ gì ở trên xá Nhịn Tre nè. Ở Đức Cô Quảng. Ở Lò Rèn Bãi Thưa đó. Đúng rồi. Ăn mới biết đó. Dạ. Ăn theo chứ mấy người kia ta ăn trước mình rồi. Dạ. Vậy là thấy ngon thiệt ha. Cái này là tới rồi ha. À, tới vô Pháo Binh. Vô Pháo Binh rồi vòng xuống là tới cái điện Sơn Thần. Hồi nãy con thấy cô đi xe mà ta. Nó bảo con hả? Vậy cô kia hả? Vậy là nãy giờ nói qua cô rồi. Rồi mình xây một vòng ở cô ấp mình tham quan. Ở đây là cái vồ pháo binh cô ấp. Cái này có thể là ngày xưa cái thời chiến tranh là ở đây người ta đặt pháo đồ đó. Pháo 105 ly đồ đó. Ở đây là vồ pháo binh. Quý cô bác mình cũng tự túc đi mà. Vô pháo binh. Ai đến chúng ta trình lễ. Dạ rồi chúng ta. Rồi gom lại đi. Rồi. Ai muốn vô chùa thì vô. Đứng ngoài đây cho trống. What? Chỗ này hẹp thì mình qua chỗ gặp lòng mình đứng mình bút tiếng. Quý vị nào ấy đông quá lên đứng chân này nè quý vị ơi. Em đứng này nè bớt nè. Rồi cô bác mình nguyện giái tự túc. Dạ rồi mình kính lễ rồi đi. Thấy chỗ này chứa hơn hết rồi. Rồi tiếp tục xuống điện Sơn Thần. Rồi đúng chưa? À, xuống kia tập trung có cái chỗ rộng hơn. Ở đây không hẹp quá. Phía sau của mình thì ở đây có một cái quán cô ạ. Quán nho nhỏ thôi, gọn gọn thôi. Nhưng mà qua khỏi cái quán này xuống dưới này hình như là không có quán. Giữ vệ sinh chung vì môi trường xanh sạch. Thôi ôi, cái bảng này mà để dài dài đường cái im quá. Im quá.
những cái tấm bảng này càng nhân rộng mô hình lên nữa cô bác. Cái này treo dọc đường khoảng chừng 50 mét một bảng, 50 mét một bảng vậy là im lắm luôn. Con đường mình sạch kinh kít luôn. Dạ, là người ta thấy cái bảng đó cũng mắc cỡ, không có dám xả rác. Còn bên đường thì dục lung tung. Dạ, để dục lung tung chân thấy ghê quá. Cái này là vô cái khu vực người ta trồng mạnh tâm nè cô bác, mình ve vô chút xíu cô bác xem nè. Ồ, toàn là mạnh tâm không ha. Dạ mà không thấy cái mặt ở đâu trơn á. Rồi thấy mặt đó. Sao hết hay gì? Ủa còn mớ nữa kìa. Không, mình đi đoạn giữa giữa rồi quá, để ăn trước sinh hoạt đó mình quay không kịp. Cái đường này thì không có lạc đâu, đường này một đường một. Cái gì nó cản cản cần cổ mà nó mắc ho hoài ta, không lấy con cô na nó vô cần cổ của mình rồi. Thôi ở đây có cái quán hả, nhớ ở đây đâu có quán ta, không lẽ mới mở sao. Cái đường vừa rồi thì dòng xuống đây nè cô bác, ở đây là có cái ngã ba nè, nếu như đi hồi nãy cái đường hồi nãy cũng dòng xuống đây nè đó. Còn đi bên này thì giếng được cái vô pháo binh cho biết à, cái đường trở xuống tiếp tục. À, ở đây là cũng có cái đường tắt để mình đi xuống điện kính nè. Đi vòng qua đây điện kính. Có cái quán nhỏ nhỏ nè, nằm ở giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay. Ồ, cái này ta làm đường hay gì chở cát nè cô á. Cát đá nè. Chắc ta làm đường gì đó không biết. Mừng được không ta? Tiếp ra ha. Nó dòm mình mà nó không có chịu lại gần. Trời ơi, nguyên một tập đoàn chó luôn kìa. 1, 2, 3, 4 con nữa. Ôi, bên đây con nữa, 5 con nữa nè. Dữ dằn chưa? Ôi, chó Phú Quốc luôn kìa. Sấy kìa, 1, 2, 3, 4, 5. Với vừa rồi 2 con nữa là 7 con. Sao được không ta? Không làm quen được à. Sao cô biết hay vậy? Ở đây có bán hoa sim nè. Đó, có bán hoa sim. Hoa sim nè. Mọi cái này nó khô gan luôn à. Hoa sim. Hoa sim. Hoa sim gì giả sử như chậu là nhiêu à cô? À người ta bán chậu á, mình chùa trên hai ở đây gì bán 80 cho chưng à. Thích chị lên không thấy héo đâu. Không có héo đâu. Cái này nó héo như vậy ha. Vậy cô đâu có cần cái bông này đâu, cắt bỏ nè, nó đang da nụ đó. Đang da nụ đó. Vậy là một cặp là bao nhiêu cô giá sử? Cặp để cưng 150 thôi. Rồi, bán vô viên đi. Rồi cưng Nó dễ sống không cô? Bảo đảm chứ cưng kìa, gì mới trồng kìa, chưa đầy tháng kìa. Vậy đó ha. À, tại vì nói chung là cái này là nó phải mấy cái này nó phải héo rồi, cái nữa này chị chỉ cho cái cách cưng là mãn năm là bông hoài. Dạ.
bây giờ gì nè. Dạ. Đó này, giờ như cái này là nó muốn tàn rồi phải không? Dạ. Thì em cắt ngang đây gì? À, dạ. Cắt ngang cái chỗ khúc này nha. Đó. Dạ. Nè, không cắt ngang chỗ đây cũng được nữa. Đó, giờ bắt đầu này nó đâm ra là nó phải chỗ cái nụ nữa rồi. Nè, dạ. Cắt hoài nè. À, có nghĩa những cái nụ già mình ngắt bỏ. Đó, vậy đó. Là như vậy dạ. Nè, nó cứ cắt gì đi. Đó là dạ. Bắt đầu nó phải ra nữa rồi. Đó. Đó dạ. Vậy nè. Nó phải ra hoài luôn nè, như này chị cắt rồi nè, nó ra nè. Vì cô lựa con hai cái chậu nào mà cô nhắm nó dễ sống nhất đi con không biết nha. Cái này là nó có nụ nè. Dạ. Nó đang cắt rồi đó, cắt rồi cho nụ đó. Rồi, con còn mấy cái này là để chị là phải cắt rồi. Vậy nè. Đó. Con thông báo con có quay phim đó nghe mà về mà nó chết queo phải gì là con bắt lại nó. Tại thì tùy theo đất nha, tôi không có nói bảo đảm chú chồng thì tôi bảo đảm không được. Dạ. Nhưng mà cái tùy theo đất à. Chứ đất trên này là chồng bảo đảm. Dạ, luôn. Cô coi cái cây nào sống tốt và con gửi cô trước. Dạ, cảm ơn. Một cặp đi con ha. Có cái bọc để không cô? Dạ. Hoa sim cô. Sim là sim ghép hả cô ha? Dạ. Hoa sim của bác ơi, về trồng trước cửa nhà mình có hoa sim. Cứng tới vàng nè, nó chị nè, đó chị mãn năm bông hoài nè, thấy không? Dạ. À cái này đấy ha. À, dạ. Nè, đó chị trồng cũng có nhá, ví dụ bây giờ dạ. Gì? Dạ. Nó ra gì đó phải không? Nữa nó tạo cái cân cắt gì? Dạ, cắt bỏ. Nó ra nữa nè nè. À, nè, thôi là nó dồn sức vô đây, à, nó mất sức thôi con ha. À, như cái này một nụ còn nụ phải không? Chừng nào dạ. Nó ra nụ này nó tàn nữa thì cân cắt ngang gì? Dạ. Vậy đó. À. Đó, mãn năm luôn đó. Dạ dạ, vậy là mình phải ngắt bỏ cái đó. Dạ. Dạ. Chồng chưa năm một đó là chồng đã hết biết ha. Cây hoa sim tím. Đã cưng lửa đi tì cưng. Cô lấy đại đi nói gì cho hên xui mà. Mình đâu có biết được. Nhiều khi về làm biến tứ rồi nó chết rồi đổi thừa cô sao được. Dạ. Cắt gì cho vậy đi. Dạ. Là nó đâu có cần cái bông này. Dạ. Mưa quá tại trên này mưa quá nó cũng không nó mới ấy vậy chứ bông dạ. Này đẹp lắm. Dạ. Dạ, con lấy hai chậu nè ha. Dạ. Vậy là mình nhân giống nhà ha, là mình lấy giống về bán lại hả cô? Giống nhà. Dạ, giống nhà chiếc kìa ha. Hai, mang để hai. Dạ. Cái này cái tên chính thức của nó là hoa gì cô? Hoa sim tím. Sim tím, hoa sim tím. Mà ở đây hả là giống Đà Lạt cô? À, giống ở đây à? Dạ, giống ở đây, hoa sim tím. Hoa cô bác này. Cũng Đà Lạt hồi xưa mình lấy giống đem về nhưng mà mình dạ. Dạ. Cái này cây ngọc bích hả cô phải không? Hồng ngọc. Hồng ngọc, hồng ngọc. Hồi nãy gì là con kêu lộn. Dạ. Cái nè, về tặng cho nhánh dạ. Ngọc nè. Về cưng chồng nha. Rồi cái này cưng biết nó chỉ gì không? Dạ. Đây cho cưng thử. Do làm thử cho biết nha. Dạ. Cái này là nó chỉ đau cuốn họng á. Dạ. Nhai với muối nè. Dạ. Cưng nhai miếng đây. Nhai cái bông nhai hết rồi, nhai hết đi. Nhai với muối, nó chua phải không? Ừ, nó chua quá. Nó có chỉ đau cuốn họng mình. Ăn như là ông ăn cái lá me. Người ta ăn cái bông này là cưng biết người ta ăn dí tương luôn đó. Ăn cái bông dạ. Đó. Còn cái trái chín của nó này thì hai cho con. Nó chua y chang như cái đọt me luôn. Ừ, bởi vậy nó mới chị đau cuốn họng. Chị đau cuốn họng. Nè, còn trái chín tôi ăn thử coi. Dạ, trái chín. Trái chín còn nó thấm. Ừ. Trái chín đó thì nó ngọt. Đó. Nhưng mà sống này nó chua giống như xoài vậy cô ha. Rồi. Bởi vì gì hai mới nói với con cái gì đâu con nói cho mình. Trời ơi, vậy là cái nhánh này là mình trồng vậy là nó cũng lên hả cô? Trồng là lên nó trơn à. Dạ. Rồi vậy cô tính tiền vô trong đó luôn đi. Cái này gì hai không tính nào. Trời ơi, cô tính luôn đi. Cái nào gì hai tặng, hai cho nhánh dài. Cây này là cây hồng ngọc. Hồng ngọc. Dạ. Cái quán của mình là cái địa chỉ ở đây là làm sao cô? Là quán cơm của Hai Thành. À, quán cơm Hai Thành là từ cái khu vực của cái đằng kia là cái vô Pháo Binh. Đi vòng qua cái điện Sơn Thần là ở khoảng giữa này. Cái này giờ trồng được nhánh rồi nha. Dạ. Nè cho người ta thử cái trái đi. Giờ cho dạ. Người ta biết nè. Dạ. Cái này vậy cưng trồng được 3 nhánh luôn. Dạ. Vậy là cô để chung trong bọc rồi được không? Dạ. Nó nhét đại chung đây được không cô? Hả, nhét nó chặt lắm. Dạ. À, rồi rồi. Vậy là từ phía sau của mình là cái khu vực của Vồ Pháo Binh cô bác. Mình đi khoảng chừng 200m thì ở đây có cái quán cô ở đây là bán hoa sim nè. Nhích xuống dưới kia là cái điện Sơn Thần cô bác. Còn 100m nữa là tới cái điện Sơn Thần thì ở khoảng giữa này là cô có bán hoa sim. Và sim có một cái quán nhỏ nhỏ, cơm bún đồ luôn. Đó, thì ở đây có một cái quán là dễ biết lắm cô bác. Đó, dạ đây để chừng nữa mình về mà trồng ngon lành là cô bác trồng theo. Dạ chị đau cuốn họng là nó khang giọng rồi đó hả cô? Khang giọng rồi đó. Dạ là cái này đó ha. Muối muối nhưng mà cái là cái tươi này nè, còn cái này chín này thì ăn nó ngọt. Dạ chín thì ăn ngọt. Rồi con cảm ơn cô nhiều lắm nha. Dạ trời ơi hên quá, con thấy đẹp quá mà không biết đường mua. Dạ
Bây giờ xe cưng gỡ ở đâu? À, ở dưới bến xe Sĩ Diễm á, con đi theo đoàn. Sĩ Diễm không, con đi theo thì đoàn là con dạ. Xuống luôn bữa nay luôn hả? Dạ, con xuống bữa nay luôn đó con. Ý gì hai muốn đưởng là chiều hay mai gì hai tính đem xuống giùm cho con gỡ. Dạ, dạ chắc là con xuống rồi con xách được. À, không sao. Dạ, con cảm ơn cô lắm. Dạ. Rồi cô bác ơi, ở đây là có hoa sen đó nha. Cô bác có mua hoa sen thì ghé ngay cái quán ở đây. Cô có bán để cặp bên đường luôn. Thành ra mình nhìn thấy cũng rất là dễ cô bác. Nhích xuống chút xíu nữa là cái điện Sơn Thần rồi nè. Rồi ở khoảng ở giữa đó đó. Hồng ngọc. Hồng ngọc. Hoa sen. Rồi nhìn lại ở cái điện Sơn Thần. Điện Sơn Thần, ôi ôi, nguyên một đàn chó luôn nè. Ôi ôi, chó sấy luôn nha. Ôi ôi, vô mánh rồi, gặp mạnh thường quân hả gì rồi. Ôi ôi, con chó này tướng đẹp nè. Sao miếng nè con, sao miếng nha. Sao miếng nha. Nè nè. Đằng đó kìa, có quán đó kìa. Nghe nè, cái chị kia chỉ nói chú á, có quay cái cây này, mà cây này có độc không? Cây này màu cây hoa chuông, cái cây mà hoa đổ xuống đất ha. Ừ. Cái cây đó trồng kiển chơi nhưng mà cây đó có độc nha. Cái này nè. Cây này thì không biết. Cái hoa chuông thòng xuống không? Ừ. Cái hoa đó thì có độc, người ta khuyến khích mình không nên trồng. Nhưng mà nếu như cái chỗ nào vắng người thì trồng được. Hoa chuông, cái đó để người ta làm thuốc mê, người ta cướp tài sản rồi đó, là cái cây đó đó. Nghe cái chị đó nói tôi mới hỏi chú nè. Dạ. Hoa chuông, kêu bằng hoa chuông. Cái này hồi nãy thấy đẳng nè. Dạ. Mới đây nè, chỗ này. Dạ. Nhiêu chậu à? Ờ, hai chậu trăm rưỡi. Cái này tôi gửi lại đâu đây đem rồi. Dạ. Phải hoa cây. Dạ. Không thì bẻ cái này. Thôi, con kể cô cũng trồng lại đi không sao. Cái này một bán một chỗ luôn nè. Dạ, một chỗ luôn, đằng quán đẳng á. Bao nhiêu cây? À, hai cây 150, hoa sim. Hoa sim, à, này nè, con này cố tặng. Hoa sim nè. À, cây này cây hồng ngọc. Dạ, cây này trái ăn được. Cô ăn thử à, ngắt trái ăn nó chua như me vậy đó. Chín nó thì nó ngọt. À, cô ngắt chồng cô ăn thử rồi. Rồi. Dạ. Ai mua đâu vậy? Ở đằng đó đó con. Cái này hai cây. Dạ, cô ăn nó như me vậy đó, mà chín nó thì nó ngọt, nó như trái chanh vậy đó. Chua. Chín. Dạ, chín thì nó ngọt. Hoa chuông là cái cô này trong nhắc cái lỗ này nè. Cô này. Con không có thấy cái mặt của cô. Rồi. Đây cái người cho mình. Thôi rồi. Cái này đi quyên góp. Thôi đi về chồng đi. Đẹp đi. Tại vì cái này á, mấy cái người mà lên xe đồ đó bị thuốc mê đó, rồi tự nhiên lột đồ rồi cho ta, là nó chích sức từ cái này nè. Hoa chuông. Không, cái này là người ta chiết xuất, người ta có đồ người ta chiết xuất mới được. Còn mình trồng là để cái coi nó bông đẹp, nhưng mà người ta không có khuyến khích mình trồng, sợ bọn ác á. Nó đem đi vô phòng thí nghiệm, nó chiết xuất á, là nó lấy cái chất độc đó rồi mà để lên xe rồi nó cướp bóc tài sản ta đó. Cái này là cổ cho. Cổ cho. Cô lại cái quán đó đó mua nhất chưa? Biết rồi mà lên xe nó bự còn còn nữa. Tới nữa kìa, tới nữa. Cái này con đi xe nha. Tới rồi kìa, gỡ màn tay nữa kìa. Rồi tới khu vực của điện Sơn Thần của để mình quay một vòng ở đây để cô bác ta mà tôi đau khổ muốn chết, tôi muốn tự giận đây nè. Mà anh cục hai tay vậy đó mà mắc cái gì mà anh mừng anh nhảy cái tưng vậy không nói cha nội anh mừng nhảy tưng vậy nhớ cần chết kiếm cắn nó gãi được đâu không nhảy. Anh ơi, kiến cắn lấy dùng cục hai ta lấy gì gãi cho nên gì có nhảy gì nè, có lấy gì gãi mà cái sung sướng gì đâu mà nói tôi mừng. Anh nói ta cục hai tay mà ta còn có nguyên lực như vậy, mình cục có một tay nhầm vậy thôi, giờ mình lên Sài Gòn mình kiếm một việc đó mình làm chút tiền nuôi gia đình mới được. Cô bác ơi, bắt đầu anh thả hai sao ra lên Sài Gòn đó chị ơi, dùng cục có một tay hết một tay rồi ai đâu mà mướn, đi hoài từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ hoài không chỗ nào ta mướn được cục tay hết trơn đó chị. Bắt đầu buồn quá, đi làm sao về, đi lang thang chiều rồi anh, đi làm sao đi lai ra ra tới cái chỗ cái sân khấu ta để cái bảng ta căng ngang cái bảng gôn á, ta để là đấu võ đài. Anh dòm nó tràn cái chỗ này đấu võ đài hả, anh nói đâu chen vô coi thử coi nó làm sao. Cái vô đó cái ban giám khảo ta nói anh hỏi đấu võ đài là đấu làm sao vậy anh,
Ông kia ông nói ở đây đấu võ đài đó. Xe sát vô, sát vô. Tức là ai mà quýnh thắng đó, ai quýnh thắng là được 3 triệu, mà ai quýnh thua được 500 ngàn. Ông nói trời ơi, quýnh thắng thì qua 5 triệu nữa đâu, thấy không? Thôi chắc là lại tôi cho bằng đi hột é quá. Ai thì ai mà quýnh thắng đó thì được 5 triệu, mà thua cuộc được là 500 ngàn đó. Bây giờ mình cuộc đời mình cũng khổ rồi, chiều giờ không có đồng bạc nữa. Mà tới đây khổ quá, thôi giờ đó đưa đăng ký đại đi. Mình chấp nhận cho mình đưa lên con quỷ cho nó quánh mình được đăng ký. Đưa cho quý vị. Khu vực có điện sơn thành ở trên đó của anh đăng ký rồi xong rồi tới giờ ta đóng cái đài đó. Bắt đầu lên cái đài cái đầu ta giới thiệu sau đây là trận đấu tiếp theo là anh Nguyễn Cà Giót đến từ Cà Thum, thông đốt cho chàng Hoa Lai. Bắt đầu sẽ đấu với anh Nguyễn Văn Khôi ở An Giang. Bắt đầu bên kia các anh mà gặp không có lực gì nữa, giờ đừng được chỉ được nha. Muối vùng tụ năm sáu muối nó lực nhà bên ta võ sĩ mà nó đấu. Để bay bây giờ mà cứ thẳng lên.